Bà đã đến giờ làm lễ trên hôn trường cưới cho cô dâu và chú rể của chúng ta, và đồng thời ông bạn chủ hôn bên nhà trai và ông bạn chủ hôn bên nhà gái bước lên hôn trường cưới để ra mắt quan viên hai họ trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay của công mình. Sau đây con xin trân trọng kính mời đại diện bên phía nhà trai ông Lê Hữu Phần và bà Nguyễn Trần Thị Mỹ Thuận. Xin trân trọng kính mời ông bà chủ hôn bên nhà gái ông Nguyễn Phúc Vũ và bà Nguyễn Thị Tuyết lên hôn trường cưới để làm thường quý bà của chú. Và nhân ngày lễ tân hôn của chú rể Hải Đăng, thánh chiếu cùng với cô dâu Ngọc Dung, thế nhưng những vòng xoáy của cuộc đời vẫn cứ mãi còn hai tâm hồn, họ vẫn luôn đi tìm nhau, họ đi tìm một chàng bó tay thật lớn và thật là nồng nhiệt để cùng chào đón sự ra mắt của đôi tân lang tân nương tân nhân dân đẹp. Quý vị nhìn xem cô dâu và chú rể tay trong tay và đang dìu nhau đi lên niềm hân hoan tuyệt vời. Và những bước chân này sẽ đưa họ đến một bến bờ hạnh phúc và một tình yêu vĩnh cửu. Ông bà chủ hôn bên nhà trai, chồng bà chủ hôn bên nhà gái sẽ được thăng hoa chào đón quý bà cô chú quý vị và khách lên trường trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Rất là chúc sức khỏe và lời chào thân thương và kính chồng nhé. Và giờ đây phần gặp lại trên sân khấu của chúng ta xin phép được bắt đầu. Phần làm lễ phần đầu tiên xin mời cô dâu và chú rể tiến tới bàn đù để chúng ta cùng góp đù sau anh. Ok,
phía dưới chúng ta chuẩn bị cho mọi người ơi. 1, 2, 3, vô. Nhà mời ông bà chú Hùng bước về phía trước một bước, cùng ly và bắt tay với nhau. Thảo cái tay được rồi, đứng dậy thảo tay được rồi. Về, mời ông bà chú Hùng chúng ta chơi ly cùng đồng và bắt tay và cùng ly với nhau. Hôm nay xuất hợp chúng bay tình trong một mắt kẻ dài trăm năm, xin được cầu chúc cho mối tình thông gia giữa hai bên gia đình ngày một được keo sơn thắt chặt hơn, và xin được chúc mừng cho giữa hai bên gia đình ngày hôm nay đã có thêm được một người con mới. Có tiếng hay họ của bà chủ hôn bên nhà trai và bà chủ hôn bên nhà ngài tại hôm nay, xin kính mời. Bà chủ kệ tay cùng tay nhau uống rượu cho môi. Thưa quý vị, em như một chén rượu hồng anh chưa dốc ngàn mà lòng đã say, và những em là chén rượu cây anh xin uống ngàn để say suốt đời. Rừng cây bối phận xin đừng quên nhau, bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng sâu sắc giữa mình với ta, và bánh này xin được gắp ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2020, anh Hải Đăng và chị Ngọc Trầm, và kể từ ngày hôm nay họ sẽ cùng nắm chặt tay nhau để đi xây dựng một đất nước. Đúng rồi, hai đứa chồng nhau. Và phần cấp bách hạnh phúc đã xong. Sau đây thì mời quý bà cô chú với chú sẽ dọc người anh lại xe ngang sẽ hồ bà Nguyệt cho nàng rửa tinh. Kính thưa quý vị, và ngồi quý vị biết không, cô dâu gặp chung của chúng ta cũng từng thò thẻ bên tay của chú nghệ Hải Đăng rằng: anh ơi, chắc tròn đẹp nhất đêm rằm, tình ta tháng tháng năm năm vẹn tròn. Tình yêu mà cô dâu và chú nghệ đã dành cho nhau là không gì có thể thay thế được, đúng không quý vị? Và để chứng minh cho bà con phóng viên hay họ thấy rằng tình yêu của hai người đúng sự thật là 100%, thì giữa trên hôn trường cưới ngày hôm nay, mời cô dâu và chú nghệ xin hãy trao nhau một nụ hôn đầm cháy. Mời cô dâu và chú nghệ. Hãy tới đến 1, 2, 3 thì mới được hôn nhau. Cái gì này cũng gì nhìn cô dâu và chú nghệ có được ăn che không cưới? 290 sung sướng nhà ta, mừng cho cái dòng và chú nghệ của chúng ta hết kẻ ra người vào, trong nhà thì biết xôn xao, chỗ nào chỗ đấy cũng bạt vào tán ra, và họ hàng cô bác gần xa ai dự đám cưới thì cũng chúc vô chúc vào, cô dâu thì ẩn đỏ má đào cứ liếc chọn chú nghệ nhắm vào ngắm ra, còn chú nghệ thì miệng cười nở như hoa, từ đây không phải đi ra đi vào. Xin được chúc cho đôi tân lang tân nương đúng bằng giờ này năm tới để có được một cháu nhỏ để bồng vào bể tan. Và phần còn lại trên sân khấu của chúng ta đến đây là hết. Mời các đôi và chú nghệ chúng ta hãy trở xuống bàn tiệc để cùng đón khách trong buổi tiệc ngày hôm nay của cô dâu và chú nghệ. Hôm nay, và sự hiện diện của quý vị quan khách là niềm rất là vinh dự cho gia đình của ông bà chủ hôn hai bên. Xin được chúc cho quý vị quan khách có một tiệc thật là vui tươi và thật là ngon miệng.
Và để có cuối chương trình hôm nay thì tôi cũng xin kính đến quý bà cô chú có nhiều quan khách với tác phẩm Đi tìm cô hát Lý Thương Nhau. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Cô hát Lý Thương Nhau. Anh xa vườn nào anh đã sang đồng tiền. Thật ngon miệng và chào đầy hạnh phúc.